Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua midsize racing, một dòng xe đạp đến từ thương hiệu rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi, thương hiệu của Đài Loan. Và xe thì được sử dụng một bộ set chuyển động Shimano Tiagra, tay lắc Shimano 105 cộng với cặp vành 700C của Fulcum Racing. Toàn những phụ tùng rất là cao cấp được trang bị lên chiếc xe. Chiếc xe đang được bán với em mức giá là 12.900.000. Thì các bác có được một chiếc xe đạp khung nhôm. Nhôm trên chiếc xe được sử dụng là nhôm 7005, một cái loại nhôm siêu nhẹ, rất là bền. Công sơn nhôm, nước sơn nguyên bản. Tông màu thì còn rất là đẹp, tông màu sơn còn rất là đẹp, chỉ còn là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước lăm để tránh khỏi. Đây, aluminium 7005 Superline này, nhôm 7005 siêu nhẹ. Được sử dụng một bộ cấu hình chuyển động Shimano Tiagra với 10 tầng lip, và trên này gạt đĩa rồi đùi đạp cũng Tiagra với 2 tầng đĩa, 10 đĩa, 2 đĩa cho 20 tốc độ khác nhau. Cùng phanh 3 mảnh trước sau. Và đôi tay lắc thì được sử dụng là đôi tay lắc của Shimano 105. Di lông carbon, càng carbon các bác nhé. Càng xe được sử dụng là càng carbon. Và di lông là carbon. Era này là một cái loại phụ tùng của Ý, rất là nổi tiếng. Và xe thì sử dụng thêm một bộ vành và mayer của Fulcum. Đây là Fulcum Racing, vành nhôm. Thì như các bác chơi xe thì cũng có thể biết được cái hãng Fulcum này rất là nổi tiếng. Một cái hãng của Ý, và nó là công ty con thuộc sở hữu của Campalo. Cho ra đời những bộ vành cực kỳ là chất lượng. Vành có nghĩa là bạc đạn, cối lổ. Cối lổ bạc đạn. À, 12.800.000, xin lỗi, lúc đầu nói 12.900.000 nhưng mà chiếc xe đang bán là 12.800.000 cho một bộ cấu hình cực kỳ là cao cấp, từ bộ vành của Ý này, khi đông carbon, càng carbon, rồi là bộ chuyển động full Tiagra tay lắc 105, nhôm 7005 siêu nhẹ. Chúng sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 52 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì chiếc xe có cái size nó cũng khá là lớn, dành cho các bác đi từ khoảng 1m6 9 70 đến 1m80. Bộ chuyển động full Tiagra, đít 2 đĩa cho xe có 20 tốc độ khác nhau. Những phụ tùng cao cấp, đây là chuyển động các thứ rất là nhẹ nhàng mượt mà. Giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 12.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.